Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc giới thiệu nhân sự trên vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 quyết định tại hội nghị lần thứ 9 khai mạc sáng nay ngày 16 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội. Trước đó, ngày 20 tháng 3 năm 2024, căn cứ quy định hiện hành của Đảng, nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 26 tháng 4 năm 2024, căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội khóa 15 cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ và cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024 và dự kiến bế mạc vào chiều 27 tháng 6 năm 2024.